Các bác thân mến, tiếp tục trong chương trình giới thiệu các sản phẩm hàng về của cửa hàng Âm thanh Vàng. Ở video clip này em sẽ giới thiệu đến các bác những mẫu loa nghe nhạc chuyên sâu, những mẫu loa thuộc dòng 2 trong 1, tức là vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke. Và đây là những mẫu model đều đến từ Mỹ. Đây là những thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ rồi. Trước tiên thì em cùng các bác sẽ tiến lại gần ở dưới tấm biển xanh để chúng ta cùng quan sát về cặp loa nghe nhạc chuyên sâu đã có thể nhìn qua về hình thức bề ngoài thì các bác cũng đã nhận ra đây là những dòng mẫu loa nào rồi. Các bác nhìn thấy đây là cặp loa JBL có model là 166 Holyzone. Đây là những mẫu model rất là quen thuộc và rất là tên tuổi của dòng JBL. Các bác nhìn thấy ở mặt trước của nó được bố trí bằng một tấm ekang nhìn thiết kế rất là kiểu cách cũng như về hình thức của cặp loa này ekang của nó nhìn rất là bắt mắt. Sau đây thì em sẽ bỏ tấm ích căng ra để cùng các bác quan sát về cấu trúc driver của dòng model này. càng của nó thì còn rất là dít, rất là chặt. Sau khi bỏ tấm ích căng ra thì các bác nhìn thấy đây là toàn bộ cấu trúc driver của dòng JBL 166 Holizo này. Về cấu trúc driver thì nó sử dụng loa 3 đường tiếng nó sử dụng một loa bát có đường kính là 30cm. Nó sử dụng màng giấy và gân mút. Đây là dòng model. Nó được củ loa bát được thiết kế giống với dòng củ loa của loa JBL 65A. Do đó thì nó đem lại tiếng bát xuống rất là mềm, sâu và tiếng bát của nó rất là dày. Về phần loa chung thì nó sử dụng một loa chung có đường kính 12,5cm. Nó sử dụng loa chung giấy các bác nhé vành loa chung thì nó được à, bố trí những cái vành nhôm sáng như này nhìn rất là đẹp tạo ra một cái điểm nhấn nhìn nó rất là cân đối về với phần loa chép của nó loa chép thì nó sử dụng một loa chép đô có đường kính là em nhớ mình như là, là 2,5 cm gì đó 2,5 hay 3,5 gì đó tiếng của dòng này rất là tuyệt vời bên cửa hàng của chúng em cũng đã có video clip test âm rồi Và ở mặt trước thì nó sử dụng một lỗ thông hơi ở phía bên tay phải và có hai vi tinh trình giúp chúng ta có thể hiệu chỉnh tăng giảm độ sắc nét của bản nhạc. Cái tem JBL thì rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Đôi loa này có chiều cao vào khoảng chính xác nó vào khoảng 59,7 thì chúng ta có thể gọi làm tròn là 60 ngang 36,2 và sâu 33 và nó nặng lên đến 25 kg trên một chiếc. Đôi loa này được ra đời vào năm 75 đến năm và giá xuất xưởng của cặp loa này lúc bấy giờ là 180.000 yên Nhật. Loa có trở kháng là 8 ôm và có công suất của nó là 75W trên một loa và độ nhạy là 89 dB. Dòng này thì chúng ta rất dễ dàng phối ghép thôi. Các bác có thể phối ghép với những dòng mà âm của lúc như 80V, 85V rồi 55A, 58A. Hay những dòng là âm ly Mazan 74D, 84D rồi là 94. Rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta có thể đánh đèn rất là tuyệt vời. Hay những dòng âm ly của Akufei Mark Intox. Giá của cặp loa này em để cho các bác giá là 32. Trên nóc loa được bố trí thùng màu vàng, rất là đẹp. Ngoài dòng 166 Horizon này ra thì các bác có thể tham khảo. Thêm thì bên cửa hàng của chúng em vẫn còn rất nhiều các mẫu JB khác này. Như dòng JBL L150 này, có giá là trên 30 này. JBL 4312 này, dòng Control Monitor, tức là dòng loa kiểm âm, có giá là 21 triệu đồng. Hay dòng JBL là là L112, JBL 100 Century phiên bản thẳng hàng và chéo hàng. Thì bên cửa hàng của chúng em đều sẵn hàng. Những cặp chéo này thì có giá 32 triệu còn à, thẳng hàng kia thì nó còn sẽ có giá cao hơn so với phiên bản chèo. Đó là những đôi loa nghe nhạc chuyên sâu. Tiếp theo ở bên này thì các bác nhìn thấy đây là ba cặp loa bốt. Đó là dòng bốt 701 phiên bản hai lỗ thông hơi. Đây là những mẫu model cho chúng ta vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke rất là tuyệt vời. Các bác có thể nghe những dòng nhạc tiết tấu nhẹ rồi là tiết tấu mạnh Hay chúng ta có thể chơi những dòng nhạc DJ nét tốt Thì đây là một mẫu loa đem lại chất âm rất là tuyệt vời để cho các bác sở hữu những cặp loa như thế này Trong này nó sử dụng một lỗ thông hơi ở phía trước và một lỗ thông hơi ở phía sau Cách bố trí driver của nó thì nó sử dụng hai loa bass có đường kính là 20cm Đánh úp với nhau ở trong lọc thùng Do đó nó tạo ra một tiếng bass rất là uy lực những mẫu model này thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã test rất là nhiều rồi và cũng nhiều shop khác cũng đã test giới thiệu đến các bác rất là nhiều ở video clip này thì chủ yếu em quay để các bác có thể nắm được về sản phẩm hàng về cũng như về tình trạng của sản phẩm để các bác yêu thích những mẫu model như thế này thì các bác cứ alo cho chúng em các bác nhìn thấy đây là những cặp loa 701 rất là đẹp về hình thức tất cả những sản phẩm đều được bên cửa hàng chúng em bao gì cũng như bảo hành cho các bác đầy đủ về tình trạng của nó bao đẹp bao gì bao uh, xịn cho các bác và những cặp loa 701 phiên bản hai lỗ thông hơi này có giá là trên 20 những dòng loa bốt này thì bên cửa hàng của chúng em cũng còn rất là nhiều những dòng này thì các bác có thể sử dụng với nhiều dòng âm ly khác nhau chúng ta có thể đánh với những dòng này cover này rồi là san sui đê nông hay những dòng da gua rất là ok tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi người đây là những mẫu âm đi Em tiếp thị qua cho các bác để các bác có thể tham khảo để đành với những dòng lobo rất là tuyệt vời này. Những dòng ly Denon 890DG, dòng tem trứng này, giá trên 20. Rồi là 890D, dòng tem và không tem, 780D. Đây là 1.500R, 2 000 mã, 4 là mã, 1.500R, 2 mã. Những dòng Sansui 7.7X, 6.7LX hay 7 7 À, các bác nhìn thấy đây là hai chiếc âm ly của hãng Đông đó là dòng model 940v. Đây là một mẫu đều những người chơi audio rất là yêu thích rồi, vì dòng này nó đem lại tiếng bát của nó rất là căng chắc và tròn. Khi chúng ta kết hợp với những dòng loa bốt thì tuyệt vời. À, chiếc âm ly này thì cũng có giá là dưới 19 các bác nhá, từ 16, 5 đến 19 trong ngưỡng đó. À, các, các bác à, có nhu cầu biết giá cụ thể thì alo cho chúng em vì hiện tại giờ nhiều sản phẩm do đó thì em cũng chưa nhớ chính xác giá hết được những chiếc âm ly này là ngoài là chiếc âm ly ra thì nó lại thích hợp trong lòng một bộ giải mã DAC do đó thì các bác có thể tận dụng bộ giải mã DAC của nó rất là tuyệt vời ngoài dòng bốt 701 ra thì bên cửa hàng của chúng em cũng còn rất nhiều các dòng loa bốt khác ví dụ như dòng bốt 501 series 4 này hiện nay dòng bốt 501 series 4 thì bên cửa hàng của chúng em còn đến 5 đôi với tình trạng các góc cạnh tuyệt vời bút 701 hai lỗ thông hơi màu xám này. Bút 8.2. Đây là cặp bút 8.2. Đây là mẫu loa thuộc dòng loa cây. Các bác nhìn thấy căng của nó bọc bên ngoài rất là chặt. Cái này thì đơn giản thôi các bác nhé Đây là cái căng của nó chúng ta có thể cắm gắn với e căng chúng ta có thể rút ra được. Em bỏ ra để các bác tiện về quan sát về cấu trúc driver của nó. Trong này nó sử dụng một bát 25 và nó sử dụng hai cái loa chép. Bố trí trách nghiêng mỗi bên này, trách nghiêng về một bên. Việc bố trí như này nó nó sẽ làm cho cái trường âm của nó sẽ đi xa hơn và đi rộng mở hơn. Cặp này thì cũng có giá là 20. Bên này là những cặp bốt 601 trơn này. Hai cặp 601 trơn. Bên dưới là 501 cd 4 này. 501 cd 3 bác nhìn thấy những cặp bốt 501 CD3 tuyệt vời không? Rất là đẹp. Hai dòng bốt 501 trơn, 501 CD2. Ngoài ra thì các bác nhìn thấy đây là những cặp loa bốt được rất nhiều người yêu thích về dòng này. Về đẹp về hình thức cũng như là về chất âm của nó thì chúng ta cũng không phải bàn luận nữa. Đó là dòng bốt 601 CD3. Bên này là 601 trơn này. Bên này là 601 CD3. Dòng 601 CD3 thì nó cũng sử dụng hai loa bát có đường kính 20 cm, một loa bát đánh định hướng về phía trước và một loa bát đánh trách ngựa lên. Nó sử dụng bốn loa chép giấy đảo xuôi chiều nhau. Nếu như dòng bốt 8.2 thì các bác nhìn thấy nó đã đảo chiều nhau như thế kia để làm âm thanh nó sẽ rộng mở hơn. Còn đối với dòng 601 C3 như này nó sẽ làm cho trường âm của nó sẽ lan tỏa đi xa hơn, rộng hơn rất là nhiều vì nó sử dụng đến bốn loa chép. Khi hoạt động thì nó sẽ có 8 loa chép cùng hoạt động một lúc và bốn loa bát cùng hoạt động. Những cặp loa bốt 601 CD3 à, thì có giá 42. Cặp loa 601 trơn có giá là 20. 501 CD4 thì có giá 19 năm rồi. Còn à, 501 CD3 này có giá là 17 triệu đồng. Ngoài ra thì các bác nhìn thấy đây là những cặp loa bốt gọi là tí hon nhưng mà nó có võ. Đây là những dòng loa 2 trong 1 rất là tuyệt vời cho các bác sở hữu này. Những cặp bốt 301 CD4 Dòng này nó cũng sử dụng một bát 20 hai loa chép, một loa nghiêng về phía bên này và một loa đánh nhá, nghiêng về ở phía đằng sau. Giá 8 triệu 300 000 đồng Rất là đẹp. Đây là bốt 301 CD3 này, có giá là 12 triệu 800 000 đồng Rồi là bốt 301 CD3 màu vàng, có giá là 15 triệu 500 000 đồng Bốt 4.2 CD2, có giá 16 năm màu vàng. Bên này là cặp bốt 601 CD2. Các bác thấy về hình thức những sản phẩm thì đều được bên cửa hàng của chúng em tuyển chọn rất là kỹ. Do đó thì các bác có thể nhìn thấy rất là rõ về hình thức của những cặp loa này rồi. Đây là tiếp tục một cặp bốt 601 CD3 nữa này, này. Đẹp mỹ mã luôn. Như vậy thì ngoài đây các bác thấy được thì những dòng loa thì bên cửa hàng của chúng em rất sẵn hàng. Ngoài ra thì cũng còn rất nhiều những mẫu loa bốt khác. Các bác yêu thích những mẫu dòng loa bốt nào thì cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại trên tập bên xanh. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Các bác có nhu cầu, cần tư vấn hay hỗ trợ gì thì các bác cứ alo cho chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên màn hình. Sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và tạm biệt các bác.